Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chú ý khi góp mặt ở chương trình về ẩm thực ăn đi rồi kể. Người đẹp mặt thanh lịch xuất hiện dạng dở trong tập chính phát sóng tối ngày 30 tháng 5. Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chú ý khi góp mặt ở chương trình về ẩm thực ăn đi rồi kể. Người đẹp mặt thanh lịch xuất hiện dạng dở trong tập chính phát sóng tối ngày 30 tháng 5. Đỗ Thị Hà tự lái xe máy trở MC Đại Nghĩa dạo một vòng ngắm cảnh khu trung tâm Sài Gòn. Chương trình được ghi hình khi dịch covid 19 chưa bùng phát đợt mới. Đỗ Thị Hà tự lái xe máy trở MC Đại Nghĩa dạo một vòng ngắm cảnh khu trung tâm Sài Gòn. Chương trình được ghi hình khi dịch Covid-19 chưa bùng phát đợt mới. Ngồi sau xe Hoa hậu Việt Nam 2020, Đại Nghĩa vừa thích thú vừa hồi hộp. Anh phải bám vào eo người đẹp vì sợ ngã. Ngồi sau xe Hoa hậu Việt Nam 2020, Đại Nghĩa vừa thích thú vừa hồi hộp. Anh phải bám vào eo người đẹp vì sợ ngã. Cầu thủ Duy Mạnh cũng là khách mời ở sâu này. Chàng trung vệ điển trai có dịp lái xích lô trở diễn viên Diệu Nhi nắm phố xá Sài Gòn. Cầu thủ Duy Mạnh cũng là khách mời ở sâu này. Chàng trung vệ điển trai có dịp lái xích lô trở diễn viên Diệu Nhi nắm phố xá Sài Gòn. Duy Mạnh, Diệu Nhi gặp gỡ Đỗ Thị Hà và Đại Nghĩa trước cổng bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Duy Mạnh Diệu Nhi gặp gỡ Đỗ Thị Hà và Đại Nghĩa trước cổng bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Thị Hà hào hứng khi được biết sẽ cùng Diệu Nhi tham gia thử thách mua sắm ở chợ Bến Thành. Cô thích ăn hủ tiếu và nhiều món đặc trưng Sài Gòn. Đỗ Thị Hà hào hứng khi được biết sẽ cùng Diệu Nhi tham gia thử thách mua sắm ở chợ Bến Thành. Cô thích ăn hủ tiếu và nhiều món đặc trưng Sài Gòn. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình là đồng đội của Đỗ Thị Hà trong tập 9 Ăn đi rồi kể. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình là đồng đội của Đỗ Thị Hà trong tập Ăn đi rồi kể. Các nghệ sĩ gặp gỡ đạo diễn Quốc Thuận trước chợ Bến Thanh. Các nghệ sĩ gặp gỡ đạo diễn Quốc Thuận trước chợ Bến Thanh. Đỗ Thị Hà được bảo vệ kiểm tra nhiệt độ và phải đeo khẩu trang trước khi vào mua sắm trong chợ. Đỗ Thị Hà được bảo vệ kiểm tra nhiệt độ và phải đeo khẩu trang trước khi vào mua sắm trong chợ. MC Đại Nghĩa trao đổi với hai đội Diệu Nhi, Duy Mạnh và Trịnh Thăng Bình. Đỗ Thị Hà về thể lệ chương trình. Mỗi đội phải mua đầy đủ nguyên liệu làm món bún thịt nướng trả trò với số tiền 100.000 đồng. Ban đầu Đỗ Thị Hà đi giày cao gót rất khó di chuyển, nhưng Trịnh Thăng Bình đã nhanh nhẹn mua tặng Hoa hậu một đôi dép kẹp. MC Đại Nghĩa trao đổi với hai đội Diệu Nhi, Duy Mạnh và Trịnh Thăng Bình, Đỗ Thị Hà về thể lệ chương trình. Mỗi đội phải mua đầy đủ nguyên liệu làm món bún thịt nướng chả giò với số tiền 100.000 đồng. Ban đầu Đỗ Thị Hà đi giày cao gót rất khó di chuyển nhưng Trịnh Thăng Bình đã nhanh nhẹn mua tặng Hoa hậu một đôi dép kẹp. Tham gia sâu ẩm thực, Đỗ Thị Hà, Duy Mạnh lần đầu được thưởng thức một mệt đồ ăn sung xuê gồm các món, bún thịt nướng trả trò, bánh ướt, bánh hỏi, bò cuốn lá lốt, bò cuốn mỡ trài, nem nướng, gỏi cuốn tôm thịt, cơm lam, trả ốc ở tại một quán ăn nổi tiếng ở Sài Gòn. Tham gia sâu ẩm thực, Đỗ Thị Hà Duy Mạnh lần đầu được thưởng thức một mệt đồ ăn sung xuê gồm các món, bún thịt nướng trả trò, bánh ướt, bánh hỏi, bò cuốn lá lốt, bò cuốn mỡ trài, nem nướng, gỏi cuốn tôm thịt, cơm lam, trả ốc ở tại một quán ăn nổi tiếng ở Sài Gòn. Hương Giang